mến. Nhà còn vài phút nữa thôi thì đoàn ưu tôn sẽ vòng cái thời sẽ bắt đầu lên làm việc chương trình cái nhạc vào giờ này. Nhà vẫn là tập thể của chú thì những anh chung kỹ thuật nhà bên trong. Nhà nên đến mình một chung một ổn định và mọi chuyện đứng rất hợp với sân trộn rẽn từ bằng đầu tới bằng cuối. Nhà bằng đầu cái điện sẽ đã nghe qua những tình quốc nhà trẻ chữ tình dân ca dân tộc tả lương tấu này. Nhà cái điện sẽ được cùng gặp gỡ với tất cả các thành viên của đoàn ưu tôn sẽ vòng cái thời. Châu Phà, Lô Lộ, Hương Quả, Viên Nhân Lậu, Úc Bạch Đại, Diệp Thanh Thanh, Thảo Nhi, Nguyễn Trung, Lê Cần, Sang Sang và Luna Lumi. Không có Lucy bà. À, để chúng mình làm hài lòng quý vị cho buổi tối hôm nay. Giờ quý vị mình sẽ nghe qua những tình khúc nhà trẻ với tình dân ca kích động ở lưu nhân sau cùng đó là một trò chơi dân gian cổ truyền một trò chơi. Lớn từ từ. Và những món quà phục vụ cho biết vị mình tối đêm nay, những món quà rất là ly kỳ hấp dẫn chẳng hạn như là chú bông và những chú à, những chú bông bông, những chú nấu bông và phục vụ cho bà con mình trong buổi tối đêm nay. Và bây giờ mới bắt đầu tại biết vị mình hãy vào trong chọn cái bên một chỗ ngồi ổn định và một chỗ đứng thích hợp. Bên trong giúp em sẽ có những chiếc bàn chiếc ghế phục vụ cho biết vị mình ngồi chơi ngồi vậy chơi ngồi xem lô tô thoải mái luôn nha quý vị. Nhà bà mình nữa ban tổ chức xin trọng kính mời nha, kính mời. Ờ bà nói vậy mà muốn bánh đặc sản trời không cần nổi lắm. Bữa nay chị thấy Châu Pha có gì khác không? À, bữa nay là Châu Pha, mọi người có thấy Châu Pha có khác không mọi người? Thấy chỗ nào đẹp? Mọi người có thấy Châu Pha khác không đẹp đó? Em không có gì khác. Cái đồng tiền nè, rất là dễ thương nè. Sau khi một cái mùa này xong mà bị cây tinh trọt vô lũ quá lỗ nè. Ủa tự nhiên một cái chiếc tiếng sống như mình vậy đó hả? Chị bạch ba chị, chạy về nhà rước cha lên liền. Chị Thanh, chị bạch ba chị. Có một em, có một đứa em rất là dễ thương là muốn chụp hình ba chị. Và ba chị không có ở đây. Nha, có ba chị gái đây thôi chứ không có ba chị ở đây nha. Ủa vậy hả? Mà lắm em nó liền ba lắm. Nhớ chụp ba nó liền ba. Em hình dẫn hả? Văn Văn Nguyên tên là Nam Nguyên. Đàn ông với mà nói con gái tên Văn Nguyên. Ủa trời ơi, gái lớn như Văn kết Facebook luôn hả ba? Gia một lần nữa, gia thương tin trọng biết mình để giúp mình có nhanh tin biết mạnh và bình tâm. Gia thương mình có chút gì mình, anh em tin biết mạnh và bình tâm trọng cho mình mọi sinh hoạt ổn định và mọi chuyện được thích hợp. Vậy chỉ còn 10 phút nữa thôi, thì phần đầu bên chúng em sẽ đưa ra một trò chơi, đó là một trò chơi săn đuổi chuột bò. Và sau cùng đó là một trò chơi cổ truyền Lotto Show. Và sau khi trò chơi Lotto Show xong thì quý vị mình mới có sự chọn cho ba đó là những món quà. Chỉ vàng 49. Và kèm đến đó là tặng thêm là bốn bà Mini. Và sau cùng đó là hết. Mới bắt đầu tại quý vị mình nhanh chân đến tặng cho bên trong đi à. Đây có tặng vàng á. Góc mặt này đẹp ha, góc này là mặt này đẹp đó, góc mặt này đẹp. Ôi đó vàng này vàng lên giá quá ha, nhiêu triệu cho hơn 13.000 chục cặp. 13.000 chục hả? 12.000 cây cơ bông rồi. À vậy là hả, đẹp quá ha. Hàng gì chị đã chọn chị không còn nữa, mày gom hết nè. Mày gom hết nè hả chân. Nguyên một cái giỏ vàng không đó. Ủa cái giỏ này bao nhiêu mà đẹp quá nhà. À, giỏ này hả? 120.000. Bà ngoại tất cả đồ của bên trải mặt là bà ngoại nè, tóc bà ngoại nè, nó bông bà ngoại và cái giỏ của bà ngoại luôn, chiếc nhẫn của bà ngoại luôn. Kể cả cái bên trong này là bà ngoại Nguyên mua cho luôn. Trời ơi, đúng đắn tình đời, sắp tay tình đậu nghe. Bà ngoại mua về xuống của bà ngoại hết. Ờ. Tình kết nha. Đừng có nói nữa, người ta biết hết, nói hết, không gì hết, nghe.
chưa bỏ cả nhà ơi, tới chơi lô tô xô nha cả nhà ơi. Thì đứng tinh thần để xem trọn vẹn từ ban đầu cho tới ban cuối. Và đặc biệt tới hôm nay quý vị mình sẽ được cùng gặp gỡ trở lại với tất cả các thành viên của đoàn Loto Sài Gòn Cần Thơ. Quý vị mình sẽ cười nghiêng, cười ngửa, cười ba bốn bữa với tất cả các thành viên hay vui mới lạ. Đặc biệt tới hôm nay với sự góp mặt của người đẹp Lộ Lộ, Vi Thanh Dân, Hương Quả, Thanh Thanh, Thảo Nhi, Nguyễn Trung và Đông Pha cùng với tất cả nhiều các thành viên của đoàn Loto Sài Gòn Cần Thơ để chào đón bà con mình từ buổi tối đêm nay. Đặc biệt bên cạnh chúng em sẽ còn những chiếc đài thiết kế phục vụ cho bà con mình ngồi miễn phí quý vị mình xem trọn vẹn. Phần đầu quý vị sẽ nghe qua những tình khúc nhà trẻ chủ tình dân ca chính đoàn cải lương. Và sau cùng là một trò chơi dân gian cổ truyền, một trò chơi truyền thống Loto. Quý vị may mắn sẽ chọn cho qua những món quà đem về làm lưu niệm. Và đặc biệt tới đêm nay những món quà rất là ly kỳ hấp dẫn để chào đón cho bà con mình. Đi càng nhiều quý càng hấp dẫn cho một lần nữa và còn vài phút nữa thôi. Và bánh mai còn thể giúp gì mình như nhanh chân chọn cho bên mọi chúng ổn định và mọi chuyện đứng tích hợp để xem trọn vẹn trong chương trình ca nhạc của đoàn Loto Sài Gòn Cần Thơ cho buổi tối đêm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời nha, kính mời. Đầu tiên chào đón bà con mình luôn ra, nhanh tay lẹ chân luôn em gái ơi. Dạ rất vui được chào đón trở lại, bình an bình thường gặp gỡ tất cả bà con mình có tại nơi đây tại Bình Dương. Dòng loại đầu tiên dòng loại mở hàng, nó quên mở hàng bà con ơi, ủng hộ dùm cho em nha, gian hàng săn đuổi chuột bọ. Đã 10.000 đồng 3 con số may mắn. Và chú bò chạy với con số nào, quý vị mình có con số đó thì quý vị may mắn sẽ chọn cho qua đó là một con gấu bự chà bả nái. Chỉ có 10.000 đồng thôi biết gì mình ơi. Rồi anh ba chị tư mình danh tay ủng hộ giùm em đi ạ. Rồi cảm ơn em gái luôn. Ba buôn bán đi nổi đâu cười đi trước. Rồi ba buôn chén mình lượm nước theo sao. Rồi cảm ơn người đẹp. Rồi em xin giới thiệu luôn bên trái của em là người đẹp Châu Pha. Đã rất là dễ thương. Duyên dáng năm nay trong hai vừa tròn 18 tuổi ngày. Chứ cái tuổi mẹ ngày sừng trâu. Dạ ha. Giáo Pha còn hai chiếc cuối với một bộ tóc rất là duyên dáng, một bộ tóc cúp và một cái áo cầm rất là dễ thương. Và phía bên cánh phải của em, dạ người đẹp Úc Bình Hải. Dạ năm nay Úc Bình Hải 56 tuổi mà vẫn còn duyên dáng tay. Hết vé chưa Úc Bình Hải ơi? Rồi hết vé, còn hai chiếc cuối trong ba dễ thương quá nè. Ôi trời ơi duyên dáng quá, cảm ơn chị ba áo vàng luôn. Đó buôn bán thì nợ được cười đi trước, ba bốn vé mình lấm lưới theo sao luôn. Rồi và đặc biệt bên trong chúng em cũng có những chiếc ghế phục vụ cho bà con mình bên cánh phải kem nha quý vị. Một cái ghế màu xanh như những em gái mình đang ngồi được quý vị. Nó chỉ có 5.000 đồng một cái, bà con mình ngồi thoải mái giùm cho mình cho chúng em nha. Đây ủng hộ giùm em nha. Dòng loại đầu tiên dòng loại mở hàng luôn, ai chưa có bé dòng loại này giơ tay giùm em đi bà con. Rồi tối đêm nay quý vị mình sẽ trở lại cùng gặp lại với sự góp mặt của đoàn Loto Sài Gòn Cần Thơ qua người đẹp Lộ Lộ, Vi Thanh Dân, Hương Quả, Thảo Nhi, Châu Ma, Sang Sang, Úc Bạch Hải, Lê Cần, Nguyễn Trung. Đó sẽ làm hai lần cho quý vị cho buổi tối đêm nay. Rồi hết vé chưa mới, em nào hết vé trong chấm trước nè. Rồi người đẹp Úc Bạch Hải hết vé rồi. Rồi còn em Châu Ma. Ba ơi hết rồi hả, trời hết rồi. Và bây giờ chúng mình đồng thời biết gì mình ai có bé trên ta tập trung dò xé ở bên dò số. Ra con ơi, bởi chạy ra con ơi vô nè. Sau bao ngày ăn ngủ no nê và khi đó bây giờ là chú bò đã lên 8kg. Chạy con ơi lẹ nè. Số 3 đọc giải. Con số 3. Con số 3. Mama về ba kêu. Chiều nay xuống xuống má dắt ba đi ăn nhà hàng. Mama về ba kêu. Chiều nay xuống xuống má dắt ba đi mua nhà. Con số 3. Con số 3 bà con kiểm tra giùm em. Dòng loại đầu tiên ai có con số 3, con số 10 nhà bạn. Có không trời ơi, bà chú mà nó tội tôi không biết chúng luôn á. Nó chỉ, trời ơi đi cưng quá à. Mới tới lần đầu tiên phải không? Hả? Trời ơi cái giọng tôi thẹt thẹt gì mà không nghe, mà nó nghe không rõ. Lấy đi chị muốn lấy cái nào thì chị. Như chị trừ ra con bóng nào cũng lấy được thôi, cũng lấy nào lấy. Đi hai người phải không? Tặng vé hai người em, tặng vé cho chị ba. Dòng loại đầu tiên mở hàng tặng vé. Em xin lại 20 đi chị, nhập cho mấy chị. Dễ thương. Trời ơi. Vậy mình mới bán vé được các bạn chị. Chúc
gặp nhiều may mắn ra đời. Cảm ơn anh trai luôn. Đây, dầm lời đi qua không còn nhắc gì, tiếp tục dầm lời tiếp theo cái bé con dương cũ luôn. Là biết thì có thể đem ra phía trước ngồi đó ha. Đừng có lấy cái ghế bự đó mà đem ra phía trước, nó chật chội lắm. Lấy cái ghế nhỏ mà con mình ngồi cho thoải mái hơn nha bà con nha. Đây, ra bà con mình cũng nhớ ngồi khoảng cách dùm nghe em dạ dài bước một người, chứ đừng ngồi chồng lên nhau gãy ghế. Đó mà chạy lúc mình phải đâu, mà ta chỉ tin làm sao mới tới luôn. Đây, cháu ba còn hai cái cuối luôn. Đó, người ta nói là một lá bé là một niềm tin, hai lá bé là hai niềm hy vọng. Nhưng mua càng nhiều sẽ có cơ hội may mắn nhiều hơn luôn bà con. Đó, đi ra mà dọn mà nhà mà dừng chân kéo lại gian hàng nơi đây. Ở nơi đây không có chỗ nào vẽ lạ vẽ lùng. Ở chỉ có 10.000 đồng ba con số, 10.000 đồng ba con số mà con may mắn đi chợ cho qua những chú gấu rất là duyên dáng dễ thương. Cái này như là những chú chuột Mickey, đó, những chú heo con. À, rồi bây giờ uống mình phải còn hai giấy chó, hai giấy cuốn tay bà con. Còn hai giấy cuối, anh ba chị Tân nào xin phép hội được khen luôn bà con. Hai giấy cuối tay luôn bà con ơi. Đó, hết giấy chưa nè. Hỏi là hai em, hỏi thì lát chị kể câu chuyện cho nghe, câu chuyện của chị mới vừa rồi. Thật là đau lòng. Muốn kể không? Làm sao chị kể cho nghe. Làm sao kể cho rồi nó đánh chị văng lên cái ổi tay bay luôn. Rồi còn hai giấy cuối thôi con này, chị có bé hội được khen chậm lời này đi bà con. Trong ba còn hai giấy nữa bà con. À, 10.000 ba số bà con có thể mỗi người ủng hộ thêm hai bé, ba bé thì cũng được bà con. Ồ, đẹp quá, dễ thương quá, chồng bà út có mặt lại là bữa nay luôn nha, dễ thương. Rồi, mời anh ba chị Tư mình đằng sau mới tới tới thẳng cho bên trong luôn cô chú chị mình đây. Đó, quý vị mình có những chiếc xe thì quý vị có thể gửi xe vào bên trong, đó có sân bãi luôn quý vị. Rồi, giúp bước vào bên trong sẽ có bàn với ghế phục vụ cho bà con mình xem thoải mái gì là bây giờ với tất cả các thành viên của đoàn Lô Tô Sài Gòn Vân Thời. Lô Tô Sài Gòn Vân Thời sẽ làm quý vị mình lợi hại hơn xưa, những phần quà ly kỳ hấp dẫn hơn xưa, nó cùng gặp gỡ người xưa. Rồi, hết nhé. Hết nhé. Rồi, gió nè con ơi. Ký lô cà, ký lô cà dưa, ký lô cà, ký lô cà già 53. 53 đọt dãy, 53 căn nhà mang số tổng cùng 53, tức 53 công ty sổ số thiết kế tỉnh Thắc DVD. Dạ có một anh ba mình đọt dãy chọn cho qua đó là ba con đê. À, và bà gấu anh là gấu nào hả? 53 biết 53 rồi, lấy cái gì? Gấu đó như là con bóng, muốn chọn con nào chọn. Chọn gấu thì dễ thương quá rồi, cảm ơn nha. Rồi đi mấy người tặng vé nè mấy người. Nó thiệt tình đó, 5 người tặng 5 vé, 2 người tặng 2 vé mấy người. 2 vé không? Ồ chứ đưa cho xin 20 nha. 5 người là chết với tôi rồi đó.